Thời gian gần đây, tại các khu công nghiệp đã xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản. Đáng nói, đối tượng trộm cắp lại chính là những công nhân làm trong công ty, lợi dụng sơ hở nên các đối tượng nảy sinh và thực hiện hành vi phạm tội. Mới đây nhất, bốn công nhân làm cùng công ty ở Bắc Giang đã bàn bạc, cấu kết với nhau chiếm đoạt hơn 7.500 dây sạc Apple Watch, tổng thiệt hại khoảng 1,2 tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên Bắc Giang vừa ra lệnh khởi tố và tạm giam 4 bị can về tội tham mô tài sản tất cả đều là công nhân trong công ty NVK, khu công nghiệp Vân Trung Việt Yên. Trước đó vào ngày 26 tháng 11, phía điều tra nhận được tin báo của công ty NW về việc hôm trước họ phát hiện bị kẻ gian chiếm đoạt tài sản là 7.560 dây sạc Apple Watch thành phẩm trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng. Sau một ngày điều tra, công an huyện làm rõ 4 người liên quan, gồm Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 1991, ở huyện Yên Dũng, Nguyễn Văn Trường, sinh năm 1992, ở huyện Tân Yên, Hứa Văn Vũ, sinh năm 1995 ở huyện Lục Ngạn và Nguyễn Tiến Thuyên, sinh năm 1992 ở huyện Yên Dũng. Tất cả đều là công nhân thuộc công ty NW và đã thừa nhận bàn bạc với nhau cùng chiếm đoạt số tài sản trên. Nhà chức trách khuyến cáo các công ty, doanh nghiệp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý cán bộ, công nhân, lao động thời vụ cũng như quy trình sản xuất, không để tình trạng công nhân lợi dụng sơ hở thực hiện hành vi trộm cắp, chiếm đoạt tài sản.